Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 1 đến câu 23. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống bệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều. Nó mọc lên ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp: Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm ngôn cửu ngôn sứ Isaiah rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Vậy anh em, hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ, mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn về sứ mạng truyền giáo của giáo hội trong viễn tượng của bài tin mừng hôm nay, quả thật đặt ra cho giáo hội nhiều điều đáng phải suy nghĩ. Chúa Giêsu đứng trên thuyền, đó là một biểu tượng đẹp của giáo hội. Giáo hội được ví như con thuyền, Chúa Giêsu là thuyền trưởng và các môn đệ ngay từ đầu đã được mời gọi trở nên những kẻ lưới người như lưới cá. Và nhìn vào đoàn lũ đông đảo dân chúng đứng trên bờ nghe người giảng dạy thật là ấn tượng với chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có thể liên tưởng đám đông ấy chính là hàng tỷ người trên thế giới hôm nay. Họ có thể là những người đón nhận hạt giống tin mừng. Họ nằm trong số
môi trường, bốn kiểu đón nhận tin mừng và sống các giá trị đó. Giả sử chúng ta chia đều chiếc bánh thành bốn phần, thì hiệu quả tốt chỉ thu được 1/4. Ôi Chúa ơi, tỷ lệ 1/4 trong số tỷ dân Kitô giáo, chứ chưa phải 1/4 trong số gần 8 tỷ dân trên thế giới. Còn quá nhiều người chưa biết tin mừng vì thiếu người truyền giáo. Điều này càng thúc bách sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Truyền giáo cần thiết, truyền giáo đã trở thành căn tính của giáo hội, nhưng chúng ta chưa làm được bao nhiêu vì chúng ta còn rất nhiều điều cần phải làm việc ngoài việc truyền giáo. Đứng ở góc độ mục tử, chúng ta nhìn về đoàn chiên của chúng ta. Dĩ nhiên, không đơn thuần chỉ là truyền giáo như là ưu tiên hàng đầu, vì còn nhiều việc mục vụ khác phải làm. Huấn luyện và trau dồi đức tin bằng giảng huấn, bằng dạy giáo lý, bằng thăng tiến các hội đoàn công giáo tiến hành đã là một việc chiếm hết thời giờ của chúng ta. Và trong số đó, giả thiết là sống đạo tốt, bằng giả sử ngược lại, công việc tái truyền giáo, việc tìm kiếm những con chiên lạc, chiên bệnh, chiên điếc còn làm chúng ta mất thì giờ không kém. Nhìn vào khung cảnh của Chúa Giê-xu cùng các môn đệ trên chiếc thuyền khiến chúng ta tràn đầy tin tưởng. Nhưng nó cũng gợi mở cho chúng ta vấn đề về hợp tác. Chúa Giê-xu cần cộng tác là các tông đồ. Giáo hội cần cộng tác sự nhiệt thành là cánh tay nối dài của các Kitô hữu để thực hiện những hành động truyền giáo sinh động. Lạy Chúa Giê-xu, trước khi truyền giáo, xin cho chúng con trở thành những thửa đất tốt, màu mỡ cho hạt giống tin mừng của Chúa trổ sinh. Và khi đó, xin ban thêm cho chúng con lòng nhiệt thành, hăng say, rao giảng, chắc chắn việc làm của chúng con sẽ sinh nhiều hoa quả.